phương lâm vàng 22 này nó đổi màu, nhưng mà nó không có đẹp bằng phương lâm vàng 23 nha các bạn. Bông này là bông màu vàng 3 lớp nha các bạn. Còn cái thằng phương lam 23 là nó tới 4 lớp nha các bạn. Phương lam 22 đổi màu là 3 lớp, nhưng mà phương lam 23 đổi màu 3-4 lớp luôn nha các bạn. Thằng này là thằng xuân mai. Thì các bạn trồng trồng xứ có những cái cây nó bị cái dàn rễ nó không có phát triển các bạn, thì nó sẽ bị còi cọc như thế này nè. Nó còi cọc như thế này là nó không có chịu ấy nha các bạn. Thì một là cái rễ trong này nó bị thúi, hai nữa là cái rễ này nó không chịu ra rễ non nha các bạn. Thì những cái cây này á thì các bạn phải cần xử lý, chứ bây giờ các bạn cứ để từ năm này qua tháng nọ mình bảo đảm với các bạn nó cứ như thế này hoài, nó không bao giờ nó phát triển đâu. Bây giờ các bạn phải mạnh tay, các bạn nhổ nó ra, tỉa rễ và treo nó lên. Treo nó lên chừng 20 ngày cho đến 1 tháng nha các bạn, chứ không có phải gì lạc đặc mà trồng liền. Cứ treo nó lên chừng nào mà các bạn thấy nó ra được cái lá non mà nó ấy, hoặc là cái rễ nó tua tủa nó bắn nó ra thì các bạn trồng xuống. Mùa nắng mà không có sợ gì hết á. Thì nếu mà các bạn để như thế này nha, tại vì cái cây này á, đúng rồi là mình nhổ ra mình ấy rồi, nhưng mà tại nó đang có trái, mình phải hái trái xong thì bắt đầu mình mới nhổ ra. Chứ bây giờ các bạn cứ để như thế này thì nó như thế này hoài. Cây này là cây Vĩnh Lộc 23 nha các bạn, bông rất là đẹp, nên là mình cũng mới lai trái cho các bạn nè. Chứ các bạn mà cứ để như thế này thì mình bảo đảm với bạn là từ năm này qua năm kia nó cứ như thế này. Các bạn nhổ nó ra, các bạn tỉa rễ, tỉa nó đi thì nó mới phát triển được. Chứ nhiều khi ấy, mình cứ sợ mình cứ để hoài vậy là nó như thế này hoài. Mình kinh nghiệm mình biết rồi đó. Thì nếu mà nó không thúi nè, các bạn thấy không, cái dàn rễ nó như thế này mà nó không có chịu ra rễ non đó, thì nó có như thế này. Có nhiều cây nó thúi nha các bạn, có nhiều cây nó thúi luôn, nó để như thế này hoài bắt đầu nó suy, nó thúi rễ các bạn. Cho nên là phải mạnh tay nhổ nó ra nha các bạn, nhổ nó ra chứ tệ lắm, một năm á, thì các bạn cũng phải nhổ nó ra một lần để các bạn tỉa rễ rồi cho nó. Chứ còn nếu mà tình trạng để như thế này, mình bảo đảm cho các bạn nó như thế này hoài, nó không bao giờ nó chịu phát triển, nó ngộ vậy đó. Nên các bạn phải mạnh tay các bạn làm mới được. Mình tỉa rễ rồi mình treo nó lên nha các bạn, mạnh tay làm. Thì mà muốn ấy nó thì nó bây giờ các bạn mà tỉa rễ rồi các bạn trồng lại, bảo đảm nhưng mà một tháng sau là nó phát triển rất là mạnh luôn. Cái cây sứ nó ngộ vậy. Các bạn để như thế này hoài nó không có hút được chất dinh dưỡng, nó nuôi cái cây nó suy, cái bầu lậu nó thúi cũ luôn các bạn. Nó thúi luôn, chứ không phải là nó không thúi cho các bạn đâu. Đó, cho nên là các bạn phải mạnh tay các bạn tỉa đi, trong thời gian nó chưa có thúi như thế này. Chứ để một thời gian sau mình bảo đảm cái củ này nó sẽ thúi. Tại vì nó trong một thời gian dài nó không hút được cái chất nó lên, nó nuôi cơ thể nó thì bắt đầu là nó bị suy các bạn. Nó suy cái nó mất đề kháng, giống như con người mình khi mình bệnh nhiều, mình bị bệnh nền nhiều á, cái mình mất đề kháng COVID nó tấn công cái là chết à. Cho nên là các bạn nói chung là cái vấn đề này ai cũng biết, nhưng mà mình cũng nhắc nhở các bạn là như thế, chứ ai cũng làm được hết á. Đó, rồi bây giờ các bạn tỉa như thế này rồi các bạn treo nó lên. Treo nó lên 20 ngày cho đến 1 tháng cũng được nữa. Không có gì mà mãi hết á. Đó, các bạn cứ treo nó lên càng lâu càng tốt. Thì trước khi treo như vậy các bạn phải cắt hết lá đi nha các bạn. Chứ đừng có để lá như thế này là nó sẽ làm suy cái cây nha các bạn. Cắt hết lá đi rồi bắt đầu là nó sẽ mọc lại khác thôi. Cây mà. Chứ nếu các bạn trong thời gian mà nó không có hút được chất trồng á, thì các bạn để như thế này thì nó bị suy, nó bị mềm cũ luôn. Rồi cái vấn đề mềm cũ thì các bạn cũng đừng có sợ, nó hút được nước rồi nó sẽ no lại thôi mà. Nó vậy nha. Các bạn treo nó lên để cho nó khô cái củ rồi thì các bạn bắt đầu các bạn tiến hành các bạn trồng nha. Chứ để như thế này hoài thì mình bảo đảm cho các bạn từ năm này qua năm kia nó không bao giờ nó phát triển được, nó ngộ vậy đó. Mình treo nó lên, có nhiều cái cây nó đang có trái mình thương quá mình để luôn. Mình treo nó lên thời gian là mình trồng xuống như cái cây cẩm đan 2 này nè. Nó đang trái quá trời luôn, bây giờ mình nhổ ra rồi mình ấy rồi mình trồng luôn, chứ mình không có tỉa rễ, mình trồng luôn. Rồi mình biết là nó chậm phát triển đó, nhưng mà bây giờ để cứu mấy cái trái này cái đã. Rồi xong rồi mình nhổ ra mình ấy sao. Còn những cái cây khác á mà khi thấy bắt đầu nó có dấu hiệu nó suy. Nó có dấu hiệu nó suy nha các bạn, thì các bạn để nó hoài nó cũng vậy hoài. Thì các bạn phải nhổ nó lên, các bạn treo. Treo nó chứ không còn cách nào nữa đâu nha các bạn. Phải treo nó lên. Chứ bây giờ các bạn để như thế này, mình bảo đảm cho các bạn á là nó như thế này hoài, chứ nó không có bao giờ phát triển đâu. Thì các bạn phải treo nó lên như thế này. Nếu mình
Như cái thằng này, thằng Red Tea Lady mình trồng cũng được 6-7 năm rồi đây nè. Bạn thấy không? Nó thì nó có tình trạng là mình lai trái nhiều quá đó, thì bắt đầu có là nó bị teo củ, nó suy. Thì bây giờ bắt đầu mình nhổ ra, nếu để là nó thúi, mình bảo đảm với các bạn, để là nó sẽ thúi nha các bạn. Tại vì mình bị nhiều củ rồi mình biết. Còn cái thằng này là cái thằng hot girl nha các bạn. Con hot girl nè. Bạn thấy này, bạn nào có cây hot girl biết rồi đó, tím nhung. Tím nhung nha các bạn. Đó, thì mình cũng phải nhổ nó ra luôn nha các bạn. Nhổ nó ra rồi mình phải treo nó lên. Chứ còn để tình trạng như thế này, mùa nắng các bạn đừng có sợ, cứ treo nó lên càng lâu càng tốt. Rồi chừng nào mà các bạn cảm thấy mà nó đủ ấy rồi thì các bạn trồng xuống, thì để càng lâu càng tốt. Chừng nào mà các bạn thấy cái đọt này nó bung lá nó ra và cái rễ này nó muốn chớm 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 chớm, nó muốn mọc rễ khác, nó không có chết đâu. Các bạn treo càng lâu càng tốt, nó không có chết. Mùa nắng này sợ mùa mưa vô nước có thúi thôi, chứ còn mùa nắng này các bạn treo thoải mái nha. Thì hôm nay mình cũng có những cái cây trổ hoa xứ hạt lai tạo á, mình sẽ đi quay cho các bạn nha. Có cái cây số 1 này là con của thằng hot girl nha các bạn. Các bạn biết cái bông hot girl rồi đó, tím nhung, tím nhung, tím mà tím như cái áo dài nhung luôn á, đỏ như cái áo dài, đỏ 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 đỏ, đỏ tím á, đỏ tím như cái áo dài nhung luôn á. Thì mình like từ năm ngoái, thì mình cứ like những cái hoa mình có trong vườn thôi, chứ mình chưa có giống mới nha các bạn. Thì hôm nay nó trổ, cây này là cái cây hot girl, thì các bạn thấy nè, lá này cũng là lá hot girl đây nha. Đó, thì bông này là cũng là bông hot girl luôn. Thì cái lá này nè, thì các bạn thấy cái lá nó y chang cái thằng hot girl luôn nè. Rồi cái bông này cũng vậy nè. Nè các bạn thấy nè. Đó. Đó, bông là bông hot girl nha các bạn. Hoa rất là to. Thơm không? Không thơm các bạn, nó không thơm. Thì mình giới thiệu cây hot girl hạt nha các bạn. Mấy năm nay mình mới thấy được một cây ấy, nói chung là nó ấy được con cái là cái hoa nó nè các bạn này thấy nè. Nó tím mà nó tím rịm luôn á, nó tím mà nó rất là đẹp luôn. Đó, nó y chang hot girl là cái cây hot girl là sao, thì cái cây hạt nó y vậy đó. Thì những cái thằng mà nó giống mẹ như thế này thì nó nói chung là các bạn biết rồi, nó cũng rất là hiếm luôn. Nó hiếm lắm, nói chung là nó cũng lai lai cái này lai lai cái kia, chứ còn cái thằng mà nó giống mẹ được như thế này thì nó rất là hiếm. Thì cây này là cây số 1 nha các bạn. Cây số 1 này thì mình bán 200 nha các bạn. Con của hot girl. Thì bạn nào có cây hot girl các bạn biết rồi, y chang hot girl luôn, mình bảo đảm là không, nó không ấy một giống 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 như tạc luôn. Thì là con hot girl nó trở được có một cây, một cả cái vườn mình mấy ngàn cây nó được có một cây hot girl này. Cây này cây số 1 nha, mình bán 200 nha các bạn. Còn cái cây này là con của hạnh phúc. Bữa trước mình cũng đã bán một cây rồi nha các bạn. Đó, thì bữa nay là nó trổ cái cây thứ hai. Thì cái củ này nó chà bá luôn nha các bạn. Cái củ nói chung là cây này là được 2 năm tuổi thôi mà các bạn. Nè, bạn thấy không? Củ chà bá luôn. Đó, thì nó ba lớp nha các bạn, có hương thơm. Ba lớp có hương thơm nha các bạn, rất là thơm. Còn mình có cái cây sứ hạt cánh đơn VIP nè. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Nó màu tím rồi trắng hồng pha ấy rồi rất là đẹp luôn. Đây. Nha các bạn. Nè. Đó. Đẹp cực kỳ luôn. Nụ cũng rất là nhiều nha các bạn. Cái dàn nụ nó nè. Đó. Nè, cái bông này bắt đầu nó cái bông này nó trổ được 3 4 ngày rồi nha các bạn. Còn cái này là nó mới hé này. Màu nó pha rất là đẹp. Tím mà rồi trắng rồi nói chung là nó tím đỏ mà đỏ tím rịm á, chứ không phải là đỏ thường. Đó. Nó gần như chuyển qua giống như là màu tím hậu cà luôn vậy. Ừ. Thì cây này là cái cây con của xứ Củ Luồng nha các bạn. Nó cao khoảng cỡ 18 cm nha các bạn, cỡ 18 cm. Thì nè các bạn thấy là nó mới nhỏ mà cái củ bằng cùm tay luôn. Con của xứ Củ Luồng thì nó trổ được như thế này. Đó. Rồi cái cây số 3, cây số 1 là hot girl, cây số 2 là con hạnh phúc, cây số 3 là cây sứ Củ Luồng nha các bạn. Còn cái cây mình có một cái cây cánh đơn mà cũng VIP lắm các bạn. Nói chung là nó trổ cái màu rất là đẹp luôn. Mà nó vàng, nhưng mà nó vàng ống luôn đó, chứ không phải nó vàng ấy đâu, nó vàng thường đâu. Nó vàng mà nó hương nó thơm. Thơm cực kỳ, bonsai to lắm nha các bạn. To bằng cái bàn tay ạ. À. Bonsai rất là to.
mà chính giữa nó có cái sọc trắng nó chạy ngộ. Nó vàng đậm nha các bạn, nó vàng rất là đậm luôn. Mà hương thì thơm, vàng nữ cũng nhiều. Vàng nữ cũng nhiều. Nè các bạn thấy nè. Vàng nữ cũng được 15 17 nụ á. Nói chung là nếu mà nó rộ ra thì cũng rất là đẹp nha các bạn. Cao nó khoảng cỡ hơn 20 cm nha các bạn. Cây này nó đẹp lắm các bạn ơi. Nói chung là các bạn nên sưu tầm cây này, đó là mình nói thật, chứ không phải mình bán để mình nói đâu. Cái thằng này nếu các bạn nào mà thích chơi kính đơn á, mà bỏ qua cây này rất là uổng luôn. Ha. Cây này mình bán 250 nha các bạn. Mình bán 250. Nó đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn mà nó vàng ống luôn chứ không phải nó vàng thường, nó vàng mà nó vàng ống ánh luôn á. Mình cây này là cây thứ tư nha các bạn, 1 2 3 4 cây thứ tư. Mình có cái cây thứ năm nha các bạn, cái cây thứ năm. Thì nó màu trắng ba lớp, hương thơm cực kỳ thơm nha các bạn. Màu trắng ba lớp, hương cực kỳ thơm. Phân tàn được có thứ mấy nhánh? 1 2 3 4 5 nhánh nha các bạn. Phân tàn được 5 nhánh, nụ thì cũng có 15 20 gì đó. Đó. Cuốn ngắn nha các bạn, cuốn ngắn không gục. Rồi nó thơm quá các bạn ơi, hương thơm. Nó thơm quá trời, nó thơm sao mà cái bông trắng này. Đứng gần nó đã thơm rồi, nó thơm nhẹ nhàng, nó thơm ấy chứ không phải là bình thường đâu nha các bạn. Trắng ba lớp. Cây này mình bán 300 đi. 300 nha các bạn. Cây này mình bán 300. Trắng tinh luôn, hoa bự có hương thơm nha các bạn. Xuyên hoa nữa, phân tàn cũng rất là nhiều. Nè các bạn thấy phân tàn nè. Đó. Cây này là cây thứ mấy? 1, 2, 3, 4. Cây thứ 5 nha các bạn. Cây thứ 5. Mình có cây thứ 6 nè các bạn. VIP luôn á. VIP luôn nha các bạn. Hoa cực kỳ đẹp. Trổ xoáy như bông hồng. Cuốn đứng, cuốn ngắn lắm nha các bạn. Nè các bạn thấy nè. Cuốn rất là ngắn luôn. Trổ hoa bự như cái chén. Mà nó xoáy làm sao mà nó trổ xoáy, xoáy như bông hồng. Cây này mà các bạn nào mà cần test về test cũng ok lắm á. Màu nó pha cũng rất là chuẩn luôn, rất là đẹp. Cây này mình bán 350 nha. Cây này củ cũng bự rồi các bạn ơi. Cây này củ cũng chà bá rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Cây này cây số 6 nha các bạn. Cây số 6 mình bán 350. Cây này thì các bạn nào mà có ấy về test chơi. Tại vườn mình nó nhiều quá đi chứ. Cái cây này đúng rồi mình để lại mình test. Nhưng mà bây giờ nó nhiều quá không, không còn chỗ để nữa các bạn. Cho nên là mình phải đem ra mình bán. Cũng thương. Hoa rất là thơm nha các bạn. Bốn lớp có hương thơm. Bốn lớp có hương thơm nha các bạn. Nổ xí như bông hồng. Cây số 6. Mình có cái cây số 7 nè. Cái cây này là cây xứ ghép Phương Lam 23 nha các bạn. Phương Lam 23. Mà cái cây xứ ghép. Đây, Phương Lam 23 đây nha các bạn. Đó, Phương Lam 23 nó 4 lớp nha các bạn, chứ không phải là 3 lớp đâu. 4 lớp. Nè, các bạn thấy nè. 1 lớp nè. 2 lớp nè. 3 lớp nè. Trong này nó còn lớp nữa là 4 lớp nha các bạn. 4 lớp Phương Lam vàng 23 nó 4 lớp. Hoa đổ màu nha các bạn. Cây này là cây củ quái mình ghép nè. Đó. Cái củ nó không là đã hơn 20 phân rồi nha các bạn. Nó quấn như con rắn vậy đó. Cái này mình bán 120 ngàn ha. Cái xứ ghép nha các bạn. Phương Lam vàng 23. Các bạn nào cần lấy giống thì lấy gì mà ghép. Nói chung nó trổ rất là đẹp. Nụ nhiều lắm các bạn. Nụ sai kinh khủng luôn. Cái này mình bán 120 ha. Phương Lam vàng 23 ghép nha các bạn. Cây này là cây số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cây số 7 nha các bạn. Cây số 7 mình bán 120 ngàn. Mình có cây số 8 này nó rộ hoa lắm các bạn. Hoa màu hồng đỏ. Hồng đỏ nha các bạn, rộ hoa cực kỳ. Nó rộ một chùm một lùm hoa luôn. Đó, ba lớp nha các bạn. Thơm không? Thơm nhẹ à. Thơm nhẹ chứ không có thơm mạnh như là cái thằng trắng với lại cái thằng vàng nha các bạn. Thằng trắng với thằng vàng với lại cái thằng xoáy bốn lớp đó thì nó thơm nhiều. Thằng này mình bán 150 nha. Thằng này mình bán 150. Rộ rộ chà bá luôn, cây này là cây 1 2 3 4 5 6 7. Cái này cây số 8 nha các bạn. Cây số 8 mình bán 150 nha.
Thì hôm nay mình có những cái cây như vậy để mình giới thiệu đến các bạn. Còn các bạn nào mà thích cái màu vàng á, thì đây là những cái cây mà là hoa màu vàng này các bạn. Hoa màu vàng, cái này là cánh kép nha các bạn. Mình đang trông chờ nó nè. Còn thằng này mình cũng không biết nè. Nó nặng, nó một bó trong này nè, mà mình không biết màu vàng hay màu trắng. Thì để nó trổ thử thôi, chứ bây giờ có cái em ở Bình Dương, em cũng đặt một cây vàng mà vừa rồi thì nó trổ ra cây trắng mắt. Mình cũng không biết màu vàng hay màu trắng đây. Để nó trổ đi chứ bây giờ biết sao giờ. Cây màu vàng nào nó trổ để cho em cây. Đây cũng màu vàng này các bạn. Đây cũng màu vàng nè. Đó, nên nói chung ở đây nó trổ cũng rất là nhiều. Để nó trổ được ở đây. Cây này cũng màu vàng các bạn ơi. Cái này để mình coi thử nó màu gì. Cái này vẫn nghĩ cho cũng màu vàng quá. Ừ, màu vàng các bạn ơi. Màu vàng. Để nó trổ đi. À, thì hôm nay mình có những cái cây như vậy thì mình chia sẻ với các bạn nha. Thì các bạn nào có nhu cầu cứ điện cho mình. Cái hoa này nó to mà nó đang lỗi các bạn, mình chưa bán được. Hồng to như cái chén. Thì một ngày mới mình hoa ba trồng cũng chúc mọi người luôn luôn được mạnh khỏe nha. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em nha, xin chào tất cả mọi người. Thương cái cây này ghê. Hoa gì đó mà nó xé, nó đẹp như bông hồng. Quá sức tưởng tượng.